Vâng vâng vâng, cảm ơn anh. Nhưng mà bác lấy những cái cây, bác kiếm được cái cây thiên tuế với cây hồng ở đâu vậy? Nó xa lắm, ở mãi trong miền Nam mình đưa ra. Mãi trong miền Nam đưa ra, có đắt không anh? Đắt không? Ngồi đây anh. Vâng vâng, cảm ơn anh. Quá tuyệt đấy. Rồi anh có được bộ sưu tập tuyệt vời về cây thiên tuế với cây hoa hồng. Chú ở đâu? Dạ em ở Hà Nội. Vâng vâng. Thế ông này tuyệt vời quá. Vâng, thế à, anh ở Hà Nội ở chỗ nào? Mình ở ngay chỗ ngã tư Pháp Vân đấy. Hôm nay ăn. Mới khánh thành hôm trước Tết. Đấy, mới khánh thành hôm trước. Ôi tuyệt vời quá. Làm mất hơn 1 năm, 5 rưỡi. 1 năm, 5 rưỡi. Ở chỗ này anh được bao nhiêu mét? Hơn 2.000 mét. Hơn 2.000 mét và được bao nhiêu cây thiên tuế? Gần 30 cây. Gần 30 cây thiên tuế. Có một cây thiên tuế ôm bồ đề chú ấy chưa? Vâng đúng rồi, cây thiên tuế ôm bồ đề tuyệt vời luôn. Đấy, cây đấy là bồ đề tuyệt vời. Vâng. Thế còn cây này là cây hoa gì? Cây hoa này thì ở đây á. Đây này, cây này đẹp đẹp này. Cây này. Đẹp này thì không ai biết hoa gì, không biết chú đi nhiều có biết hoa gì. Mà anh kiếm được cái cây này ở đâu nhỉ? Chưa đặt được tên. Trong miền Nam đưa ra đấy. À, trong miền Nam. Không biết tên là gì. Không biết tên là gì. Đúng là nó tuyệt vời đấy, ông thấy coi như tất cả. Tuyệt vời thật đấy. Cảnh nào nó cũng có hoa. Nó được 3 tháng như thế này. 3 tháng được hoa như này. Ồ. Càng nắng lên càng đẹp. Tuyệt vời. Cây to cổ thụ là cây hoa chứ có phải là. Vâng, tuyệt vời quá anh. Tuyệt vời quá chứ. Quá tuyệt vời, vâng. Cây thế này. 2.000 mét, hơn 2.000 mét. Mà nói chung với anh là Bách Thảo của Hà Nội cũng chẳng là cái gì. Đúng rồi, Bách Thảo Hà Nội không kiếm được nhiều cây như này vĩ đại như này đâu. Kiếm được cây thì tuyệt này. Vâng, tất nhiên là Bách Thảo thì nó là hơn 100 loài cây. Đúng
thì nó là các cây khác, nhưng mà ở đây cây chuyên tuế với cây chuyên tuế với cây hoa hồng của anh thì tuyệt vời. Bây giờ cây chuyên tuế thì tôi thấy cây thì nó có khoảng 10 ngọn mà nó tành vàng ấy kia. Vâng, 10 ngọn mà nó bao nhiêu ngấn? Tức là nó mỗi một năm chỉ được một ngấn thôi. Thế đúng rồi. Thế mà ở đây có đến em đếm ra độ khoảng hàng trăm ngấn. Dạ. Tuyệt vời quá, vâng. Bạn ơi,
Thank you.